ý trưởng về mặt cái document để các bạn lưu ý. Rồi bây giờ có một cái tính năng tôi thấy rất thú vị, tất nhiên nó sẽ chỉ nhìn một số góc, còn các thể khác sẽ nhìn góc khác. Có một tính năng thú vị là xem hiệu suất làm việc của một người nhân viên. Thì nhân viên này ví dụ như tôi là nhiều khi tôi dễ thương cho nên ông chủ hàng cửa hàng trưởng ông sẽ quyết định ông gán cho tôi đóng gói liên tục, để cuối cùng cuối tháng performance của tôi lên rất cao, trong đó có vài người sẽ không, bạn hình dung chưa? Thì cái việc mà bạn gán nhân viên để thụ lý cái đơn hàng đóng gói và chuyển đi, bạn đang gán bằng tay đúng không? Chuyện đó với nguyên tắc được quyền, nhưng rõ ràng căn cứ nào để tôi gán cho ông Hiếu mà tôi không gán cho ông ấy? Trả lời không có một thông số đúng không? Cái danh sách drop down xuống, trả lời chọn đại thôi đúng không? Dạ thầy, là tại chúng em không có quản lý nhưng mà lịch làm việc của nhân viên đó, nên... Tôi không nói lịch làm việc, tôi coi như nhân viên có mặt ở cửa hàng. Nhưng vấn đề là bây giờ Hoàng đang đóng gói đến 3 cái đơn đầu, rồi tắt mặt tôi đóng gói rồi dán băng keo, thì tự nhiên gán tiếp cho mặt cái nữa, trong khi đó Hiếu của chồng. Vậy tại sao không có bị gán được gán để on process đơn hàng đang đóng gói? Thì nó hiển thị cái drop down đó, mà mặt vuông, mà mặt tròn 3, tức là Hoàng đang là 3, Long đang là 0, thì gán vào cái đó. Có hình dung câu chuyện không? Thì cái performance của nhân viên nó hợp lý chứ, bây giờ cứ thằng Hiếu nó xuất hiện đầu danh sách drop down quất bà nó cho nó nhanh và cuối tháng performance, hey, tại sao bạn bận thế nhỉ? Hiểu không? Bận vì do bạn gán không theo căn cứ nào cả, sẽ căn cứ dựa trên cái đơn hàng đang xử lý chẳng hạn. Một ngày một ông làm tối đa bao nhiêu, maximum bao nhiêu, hôm nay nó quota bao nhiêu rồi, thì nó có ý nghĩa để nó tạo ra cái tính cân đối, cân bằng giữa các nhân viên. Có hiểu chưa? Đúng là thưa xoan không? Rồi tiếp tục. Rồi tại sao bán hàng tại quầy lại phải duyệt đơn? Tôi đến tôi cầm một cái áo big size đây, có bán không? Ủa, bán chấm cho xin để duyệt ạ. Hợp lý không đã? Có thể quy trình online nó cần phải thông qua kho nào mình chưa biết. Chứ còn đây mình đã thấy cái áo đúng cái áo màu vườn thì mình thấy rồi. Đến cái quầy, chờ xíu nha, để tôi duyệt đã. Tôi tạo đơn là một chuyện, còn phải đẩy cho người khác. Tôi nhớ tôi đi mua áo cho bạn gái, đâu có phải đi thấy là tắt shop đâu. Ủa cái cô, cái quay Coco Club thì cái cô Thu Ngân Castle là cô ngồi, cô tạo đơn hàng và cô tiền cười không thật, trung liền. Nhớ mạng bị lỗi. Trả lời, tại sao cần phải duyệt? Thưa thầy, vì cái này là do nhân viên ở cửa hàng tạo đơn và việc tạo đơn này là chưa có thanh toán, thế nên là phải thanh toán mình mới duyệt đơn này. Như vậy người phải đẩy cho ông kia thanh toán xong, hay đi cái thanh toán là người khác xử lý thanh toán xong và bắt đầu mới quay trở lại duyệt hay như thế nào? Hay ông kia duyệt, ông duyệt đi vì có người muốn mua đấy. Tôi xong bắt đầu đi thanh toán. Cái quy trình có tùy à? Không. Nghe cái người không cãi không? Thôi nhận đi. Cãi hay đi đem à? Nếu cãi không? Không, phải thừa nhận đi, nó vô duyên. Cái cô thấy giấy di động hay là điện thông A hay FPT Shop ấy, có nhìn thấy mặt cậu cầm điện thoại, cái cô giao dịch viên có đưa cho xong cái và ngồi đơn, ngồi in kẹt kẹt kẹt, nó in xong thanh toán tiền về chỗ, có cần ai duyệt không? Có cần không? Bình thường cậu đi mua có ai duyệt không? Trả lời cái em mà lấy hàng cho bạn có khi đó đẩy giới thiệu đủ loại áo xong em mới cầm cái áo quầy xong cái là xong, cái tính để luôn, có cần ai duyệt không? Trả lời hay là cái em lấy áo em phải duyệt bằng cách nhìn mặt mình và em giới thiệu cái áo đó? Trả lời đúng không? Đây là thứ sắc của online thì có thể có thông tin tận duyệt thì nó hàng nó cũng sẵn sàng nhé. Đó thì rồi có một cái nghiệp vụ cực vui ở chỗ là điều chỉnh cái kho, cái việc thất lạc đồ. Thì nó có khái niệm là fix giữa việc kiểm kê thực tế và số lượng tồn kho ở trên hệ thống. Chuyện này có thật trong nghiệp vụ quản lý kho. Và câu chuyện này câu chuyện khó chứ không phải đơn giản là thấy lệnh một cái là sửa nhá. Lý do gì sửa? Do nhân viên biển thủ hay lộn size, bởi vì có thể giao lộn size cái kiểu sweep đóng lộn có. Chuyện này đã từng có. Thì cái chuyện đó phải nó phải có cái căn cứ để chứ không phải đơn giản. Ủa lệch hai món mình cần sửa lại cái sau về sau. Ủa vậy cái công việc cửa hàng lỗ à? Và ta sẽ tiếp tục là nhân viên, ta sẽ cho cửa hàng tiếp tục cần điều chỉnh kho. Các bạn có hiểu được cái nghiệp vụ không? Nghiệp vụ quản lý kho tôi cho trước là nó rất khó. Bạn làm thêm cái này thì tôi cảm ơn. Nhưng rõ ràng nếu làm không đúng nghiệp vụ quản lý kho thật sự, thì bạn đang quản lý kho xứng đáng của bạn riêng luôn, chứ không phải riêng là trong đây đâu. Cho nên các bạn đã làm hơi quá tay. Và nó rất dễ bị chết. Và lúc nãy thầy Khánh cũng dễ thương khi họ nói với chúng tôi là như chúng muốn chết thì sao chúng làm nhiều thế, hiểu không? Làm chọn một số nào thứ đó thì nó sẽ tốt hơn, nắm được không? Nếu tôi hỏi thêm câu cuối,
liên quan đến cái phần mà duyệt ở phần online thì lúc nãy có khả năng tôi theo dõi không kịp thì tôi xin lỗi trước. Nhưng cái duyệt online, bạn duyệt trên cơ sở nào, tức là bạn gán cái đơn hàng cho một cửa hàng bất kỳ, hay gán được trên số lượng khả dĩ có thể chấp nhận được cho cửa hàng đó, hay gán trên khoảng cách gần nhất, thì tôi vẫn hỏi cho đó, cho nó rõ. Dạ thưa thầy, gán cho cửa hàng gần nhất thôi. Và không quan tâm nó thiếu hay đủ đúng không? Dạ. Ông hơi quan liêu. Bởi vì nếu gán mà nó thiếu thì phải chờ cái quá trình chuyển hàng. Cuộc đời nó lại cũng nặng hơn là các bạn ạ. Gán cho một đơn hàng xa nhưng available, hợp lý không nào? Vậy ưu tiên khoảng cách là đúng. Nhưng nếu khoảng cách không đủ thì thằng khoảng cách gần kế bên thuật toán sắp xếp đổi và ráp với tài xế tại mà ông gần nhất mà không available và từ chối hay gì đó thì ông gần kế. Dạ thưa thầy, nếu mà khoảng cách xa hơn thì cái tiền ship mà khách nó phải trả thì nó sẽ nhiều hơn. Sao vì người ta chờ và chưa biết luân chuyển như thế nào và phải thêm một cái trình duyệt. Thì đấy là góp ý về mặt suy nghĩ. Ở xa cũng tiền hơn, chọn ở gần không có, ở xa chỉ là chọn ở gần thì tiền nó không bằng đâu, rất là đúng không? Đấy, mình nói là vậy đó, nói là đã thầy bạn là hay mình chọn ở gần không có, mình chọn ở xa, cái khoa đó là chọn ở xa thì ship thấp hơn, để chọn ở gần không có, sau đó lấy thằng ở xa, chỉ là cho thằng ở gần giao thằng đó, tiền ít hơn, đúng không? Đúng hay không đúng? Cái ít hơn thì khách hàng nó sẽ phải hơn, nhưng mà thì nó vẫn đang chạy xe. Ủa cuối cùng là tay cũng vậy mà ta nó cũng có ship từ chỗ này qua chỗ kia, cuối cùng cũng mà mình học giờ nói quá mình học đấy nha, tam giác đi nha, tam giác thì tóm hai cạnh bao giờ lớp cạnh thứ ba đúng không, thì tính ra là đi một khoảng một đường lớn hơn chứ sao quay về này rồi. Đây là sai sót rồi, nó tự theo rồi sao ra sao là sai sót nó tự theo chị tâm nhé. Dạ, em hiểu rồi. Được rồi, cảm ơn nhóm coi cái phần trình bày cũng thú vị nhé, vẫn phải có những cái giá trị đạt được. Rồi, cảm ơn nhóm. Mời thầy.